Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Radio Phong Vân Mạng Đàm của Tinh Hoa TV. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả kỳ 7 của loạt bài Mạng Đàm Thế Sự. Cắn răng ghi mối thù nhà. Trong phần trước, khi Hiến Kế lừa bắt Ngũ Sa giam vào ngục và giết hại Thái tử Kiến bất thành, Phí Vô Kỵ mang tâm lo sợ hai người con của Ngũ Sa sẽ báo thù, nên quay sang thuyết phục Sở Bình Vương yêu cầu Ngũ Sa viết thư triệu hai con đến thành đô nhằm triệt để tiêu trừ hậu duệ của Ngũ gia. Vừa nghe nói đến chuyện viết thư, Ngũ Sa hiểu ngay rằng Sở Bình Vương muốn trừ khử cả ba cha con. Ông nói, bởi đây là mệnh lệnh của bệ hạ nên thần sẽ nghe theo. Lá thư này thần cũng có thể viết, nhưng thần vẫn muốn thưa trước với bệ hạ rằng con trai cả của thần sẽ đến, nhưng đứa con trai thứ hai thì tuyệt đối sẽ không đến. Sở Bình Vương nói, đến hay không là chuyện của họ, còn lá thư thì nhà ngươi hãy cứ viết. Không còn cách nào, Ngũ Sa đành lòng buộc phải viết theo ý của Sở Bình Vương. Nhận được thư, Ngũ Thượng nói, phụ thân gọi chúng ta về, chỉ cần chúng ta trở về thì phụ thân sẽ được tha tội. Vậy hai anh em ta hãy về đi. Ngũ Tử Tư nói, tuyệt đối không thể về. Sở Vương không dám giết phụ thân, chính là vì còn e ngại huynh đệ chúng ta ở nơi này. Nếu chúng ta quay về thì chính là đẩy phụ thân vào chỗ chết. Vậy nên hai ta tuyệt đối không thể về. Còn nếu Sở Vương dám giết hại phụ thân, hai anh em ta sẽ báo thù rửa hận. Ngũ Thượng nói, phụ thân gọi chúng ta về, nếu anh em ta không về thì là bất hiếu. Còn như phụ thân chết rồi mà chúng ta lại không thể báo thù thì chính là bất hiếu gấp bội. Về phần huynh mà nói, năng lực so với đệ quả thật là thua kém quá xa. Như thế này đi, huynh sẽ trở về đô thành, coi như tận trọn đạo hiếu. Nếu như huynh và phụ thân chẳng may bị giết hại, mong đệ hãy báo thù cho chúng ta. Nói xong, hai huynh đệ lại nhau bốn lại thay cho lời vĩnh biệt. Con người cõi nhân thế, có những lúc tiếp tục sống còn khó hơn cả cái chết. Nếu như vì nghe lời cha mà bị người giết hại thì dù sao cũng đã tận trọn đạo hiếu. Một cái là coi như xong hết, rất đơn giản vậy. Nhưng nếu phải sống tiếp để chờ ngày báo thù thì thật sự còn khó khăn gấp vạn lần. Cứ như vậy, Ngũ Thượng theo chân sứ thần về đến đô thành, còn Ngũ Tử Tư thì vội vàng thay đổi y phục lên đường trốn chạy. Khi đó, sứ giả được cử đến tên là Võ Thành Hắc. Vì biết rằng Ngũ Tử Tư đã chạy trốn nên ông ta liền dẫn binh sĩ đuổi theo. Ngũ Tử Tư đứng ở bên đường, trong tay cầm cung tên, ông dương cung rồi nhắm thẳng vào xe của sứ giả. Võ Thành Hắc sợ đến mức phải thúc xe bỏ chạy mất hút. Vì sao vậy? Bởi vì Ngũ Tử Tư vô cùng anh dũng. Trong sách miêu tả, Ngũ Tử Tư thân cao một trượng, mài dài một thước, có dũng nhổ núi vác đỉnh, có tài văn võ tinh thông. Ý nói rằng Ngũ Tử Tư vô cùng cao lớn, mắt giống như ánh điện, là bậc anh hùng văn võ song toàn. Vậy nên khi thấy một người thân hình khổng lồ dương cung nhắm về phía mình, sứ thần liền sợ hãi bỏ chạy. Ngũ Thượng vừa về đến thành đô liền bị áp giải cùng phụ thân ra pháp trường. Trước khi bị chém đầu, Ngũ Sa nói, thằng ôi, ta đã biết trước là con trai út của ta sẽ không đến mà. Từ đây e rằng vua quan nước Sở sẽ ăn không ngon, ngủ không yên với nó. Ngũ Tử Tư
cứ thế bước trên con đường mênh mang vô định. Vấn đề thứ nhất là ông sẽ phải trốn đến đâu đây? Câu hỏi này không quá khó trả lời, bởi Thái tử Kiến đã trốn sang nước Tống. Vậy nên Ngũ Tử Tư quyết định đến Tống Quốc gặp Thái tử. Chính ngay lúc này, Ngũ Tử Tư thấy từ đằng xa có một nhóm quân đi đến. Ông liền núp ở bên đường. Khi quân đội đến gần, ông nhận ra người dẫn đầu chính là người bạn vô cùng thân thiết của mình, Thân Bao Tư. Ngũ Tử Tư liền bước ra. Thân Bao Tư lấy làm lạ, bèn hỏi: "Sao anh lại ở đây?" Ngũ Tử Tư đem hết tất cả kể lại một lượt. Thân Bao Tư nói: "Thế bây giờ anh dự tính thế nào?" Ngũ Tử Tư trả lời: "Tôi nhất định phải đến một nơi nào đó mượn binh quay về giết chết Sở Bình Vương." Từ góc độ của một trung thần, Thân Bao Tư khuyên rằng: "Từ thời tổ phụ của anh, mấy đời đều nhận bổng lộc triều đình. Sở Vương tuy đã làm điều có lỗi với gia đình anh, nhưng dẫu sao đó vẫn là quân vương. Giết chết vương quân chẳng phải là bất trung hay sao?" Ngũ Tử Tư đáp: "Sở Vương đã làm 4 việc bất nghĩa. Thứ nhất, cướp vợ của con trai, đây chính là việc loạn luân. Thứ hai, bãi bỏ thái tử mà bản thân đã lập, mang ác tâm giết chết con ruột của mình, đây chính là bất nhân. Thứ ba, u mê tin theo Phí Vô Kỵ, lạm dụng quyền lực hành ác, đây là không lý trí, nghe lời sàm ngôn, làm ra những việc thương thiên hại lý. Thứ tư, hãm hại trung lương, giết người vô tội, hại chết bề tôi trung thành, đó chính là phụ thân và huynh trưởng của ông." Ngũ Tử Tư nói tiếp: "Nếu tôi dẫn binh tiến vào đô thành của Sở Quốc, quét sạch đám rác rưởi, đó mới là nghĩ cho giang sơn xã tắc. Sở Vương đã làm 4 việc bất nghĩa, thì sao tôi có thể để cho kẻ đạo đức bại hoại như vậy làm quân vương được? Đứng từ phương diện đại nghĩa mà xét, thì bản thân Ngũ Tử Tư không phải là kẻ loạn thần tặc tử." Sau khi nghe xong, Thân Bao Tư nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Nếu tôi đồng ý việc anh báo thù, thì tôi là kẻ bất trung với quân vương. Còn nếu tôi không cho anh báo thù, thì lại đẩy anh vào cảnh bất hiếu, bởi vì anh sẽ không cách nào tận tròn chữ hiếu với phụ thân mình. Với tôi mà nói, đó thực sự là việc khó cả đôi đường. Nhưng tôi có một giao ước, xuất phát từ nghĩa bằng hữu, tôi sẽ không tiết lộ hành tung của anh. Tôi cũng sẽ không bắt giữ anh. Anh có thể dẫn quân về tiêu diệt nước Sở, nhưng sau khi anh tiêu diệt nước Sở rồi, tôi nhất định sẽ khôi phục lại nước Sở. Anh muốn đẩy nước Sở vào tình cảnh nguy hiểm, còn tôi sống chết cũng phải xả thân bảo vệ xã tắc an nguy. Anh có thể tận tròn chữ hiếu, còn riêng tôi sau cùng có thể tận tròn chữ trung." Nói dứt lời, hai người giả biệt, Ngũ Tử Tư liền nhanh chóng tìm đường sang Tống. Với tình hình trước mắt, muốn báo thù cho phụ thân và huynh trưởng, Ngũ Tử Tư sẽ phải đối mặt với 3 vấn đề. Thứ nhất, cần phải trốn thoát khỏi nước Sở để bảo toàn tính mạng. Thứ hai là phải nắm được quyền bính của một quốc gia để có thể điều động quân đội. Thứ ba là khi điều động quân tác chiến với nước Sở thì cần phải nắm chắc phần thắng. 3 việc này thật đúng là khó khăn chồng chất khó khăn, vì Sở Quốc là một nước vô cùng rộng lớn. Vào thời Xuân Thu, từng có 5 quốc vương lần lượt xưng bá là Tề Hoàng Công, Tống Tương Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công và Sở Trang Vương, gọi là Xuân Thu Ngũ Bá. Trong Ngũ Bá thời Xuân Thu thì Tề Hoàng Công và Tấn Văn Công đã từng giao chiến với nước Sở.
ấy là nói, ngay cả với danh xưng bá chủ một thời như vậy, đã phối hợp với rất nhiều liên quân các nước để tác chiến, vậy mà mới chỉ đánh một trận với Sở Quốc, họ đã buộc phải dừng lại. Bởi vì lúc ấy, ở Trung Nguyên, căn bản không một quốc gia nào có đủ thực lực để tiêu diệt Sở Quốc. Họ chính là lợi hại như vậy. Còn một vấn đề nữa, chính là làm sao có thể chắc chắn rằng khi Ngũ Tử Tư đến nơi xứ người, thì quốc vương nơi đó sẽ xuất binh giúp ông rửa hận. Tống Quốc là một quốc gia có thực lực to lớn, không thể chỉ vì báo thù cho một kẻ thất phu mà động chạm đến nhiều tài nguyên như vậy. Vậy nên, với Ngũ Tử Tư mà nói, con đường sau này, mỗi bước đi đều sẽ không dễ dàng. Nhưng trước mắt, cần phải an toàn rời khỏi Sở Quốc. Qua ải này mới có thể tính đến việc báo thù. Đó là câu chuyện chúng ta sẽ cùng nói đến trong phần tiếp theo. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Phong Vân Mạn Đàm của Tinh Hoa TV đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau.